xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Giang Sao Hàn Quốc đổ bộ sang Hà Nội để dự Asia 2019. Hôm nay, hơn 80 sao Hàn siêu hot đã lần lượt khởi hành sang Việt Nam để dự lễ trao giải Asia 2019 tại sân vận động Mỹ Đình. Từ 7 giờ sáng sớm hôm nay 25 tháng 11, quân đoàn idol và diễn viên xứ Hàn tiếp tục khởi hành sang Việt Nam để dự lễ trao giải Asia 2019 tại sân vận động Mỹ Đình vào tối mai. Hôm nay sẽ có hơn 80 ngôi sao đình đám nhất lần lượt đổ bộ, dự sẽ kiến cả sân bay Nội Bài, vỡ trận trong biển fan. Dưới đây là lịch cập nhật mới nhất về dàn idol xuất hiện tại sân bay quốc tế để qua Việt Nam. Đáng chú ý, hôm nay sân bay Hàn đều ngập tràn không khí đau thương. Một vài idol khá vui tươi và bình thường, nhưng hầu hết đều buồn bã vì sự ra đi của nghệ sĩ Gohara vào đêm qua.